Tập 59, chạy ra mạch thành. Nhắc lại lã mông giả xương bệnh nặng, tiến cử lục tốn là người có tài nhưng chưa có tiếng kế vị. Tôn quyền vừa phát hịch gọi lã mông về, khiến quan vũ tưởng thật, lơ là phòng bị đông ngô, đã rút bớt quân Kinh Châu điều đi đến phản thành. Lục tốn sai người sang Kinh Châu do thám xem sao thì biết được đích xác như thế, sai ngay người về báo với tôn quyền. Tôn quyền lại phong cho lã mông làm đại đô đốc, thống lĩnh các đạo quân mã, sai tôn hiệu đi sau tiếp ứng lương thảo. Lã mong liền điểm ba vạn quân và tám chục chiếc thuyền tốt, cái những tay thủy thủ nhà nghề, cho mặc toàn áo trắng, giả làm lái buôn, ngồi trên thuyền chéo lái, còn tinh binh thì phục cả ở trong khoang thuyền. Lại sai Hàn Đương, Tưởng Khâm, Chu Nhiên, Phan Trương, Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụ, cả thầy bảy đại tướng, lần lần tiến binh sang theo, còn bao nhiêu quân sĩ theo cả ngô hầu để đi sau tiếp ứng một mặt sai người đưa thư cho tào tháo xin các quân đánh tập hậu quan vũ sắp xếp đâu đấy rồi mới sai bọn áo trắng bơi thuyền đi ra sông tầm dương thuyền đi miết cả ngày lẫn đêm thẳng đến bờ phía bắc quân canh ụ hỏi thì người ngô đáp rằng chúng tôi là khách buôn nhân đi sông gặp phải sóng gió đến đây tránh ẩn xin cho ở nhờ một chút nói rồi mang đồ lễ lên biếu những quân canh ở đó quân sĩ tin là thực bằng lòng cho thuyền ngô đỗ cả ven bờ sông canh hai đêm hôm ấy tinh binh ở trong khoang thuyền kéo ồ cả lên bờ bắt trói hết quân giữ ụ rồi nổi ám hiệu cho tám chục chiếc thuyền cùng đổ lên chia nhau bắt hết những quân canh giữ các nơi hiểm yếu đem cả xuống thuyền không một người nào chạy thoát rồi kéo thẳng đến lấy kinh châu mà vẫn không có một người nào hay khi đến gần thành lã mông dỗ dành và trọng thưởng cho quân sĩ bắt được ở ngoài sông sai chúng đánh lửa quân trong thành mở cửa đốt lửa làm hiệu quân sĩ vâng lệnh lã mông bèn cho chúng đi trước dẫn đường chừng nửa đêm, chúng đến nơi gọi cửa. Quân trong thành lấy là người nhà, liền mở cửa ra. Quân sĩ gieo ầm một tiếng, đốt lửa lên làm hiệu, quân ngô kéo ùa cả vào, đánh úp được Kinh Châu. Khi ấy Tào Tháo ở Hứa Đô, chợt có tin quân ngô đã đánh úp được Kinh Châu. Xin Tào Tháo tiến binh đến để giáp hai mặt lại đánh quan vũ và dặn đừng tiết lộ ra ngoài, sợ quan vũ biết mà phòng bị trước. Tào Tháo bèn hỏi giả hủ, Giả hủ nói rằng, nay phàn thành bị khốn, quân sĩ nóng lòng chờ cứu viện. Ta nên đem thư bắn vào trong thành, nói rõ như thế, cho yên lòng quân, và lại, để cho quan vũ biết rằng Đông Ngô sắp úp Kinh Châu. Y tất phải rút quân về, bây giờ ta sẽ sai từ hoảng thừa cơ đánh ập lại tất nhiên là thành. Tháo ngay kế ấy, một mặt thúc từ hoảng đánh cho mau, một mặt tự mình dẫn đại quân đi tắt đường Lạc Dương đến gò Dương Lục để cứu tào nhân. Quan vũ biết từ hoảng vừa đánh bại quan bình thì giận lắm, liền mặc áo giáp, cầm đao lên ngựa, ra trước trận hỏi rằng Từ Công Minh ở đâu. Từ Hoàng ở trong trận tế ngựa ra ngoài, nhổm mình lên mà nói rằng từ khi từ biệt nhau với quân hầu, thấm thoát đã được mấy năm rồi, không ngờ quân hầu nay đã đầu bạc sâu trắng cả. Nhớ đến khi xưa chơi với nhau, được nhờ dạy bảo nhiều, không biết bao giờ quên cái ơn ấy. Nay quân hầu oai danh lừng lẫy cả bốn phương, cố nhân nghe thấy vậy, lấy làm hâm mộ lắm mai lại được trông thấy nhau ở đây thực là thỏa lòng khao khát bấy này. Quan Vũ nói: Ta với Công Minh tình bạn thân thiết lắm, không như người khác, cơ sao đuổi đánh con ta vậy? Từ Hoàng hoảnh lại quát bảo bộ tướng: Hễ ai lấy được đầu Văn Trường thì thưởng cho nghìn vàng. Quan Vũ giật mình hỏi: Công Minh sao trở mặt như thế? Từ Hoàng nói: Hôm nay là việc nhà nước, tôi không dám vị chút tình riêng mà bỏ việc công nói dứt lời, vác búa vào đánh. Quan Vũ giận lắm, cũng khoa đào lại địch. Hai người đánh nhau hơn tám chục hiệp, Quan Vũ tuy rằng khỏe, nhưng cánh tay bị thương, vẫn còn kém sức. Quan Bình sợ có việc gì, vội vàng khua chiêng thu quân. Quan Vũ quay ngựa về trại. Bỗng nghe thấy bốn mặt tiếng reo như sấm, té ra tào nhân ở phàn thành, thấy có quân cứu đến, nên dẫn quân ra hợp với từ hoảng, hai mặt đánh đồn lại, quân kinh châu rối loạn, Quan Vũ tế ngựa dẫn các tướng chạy lên mé trên sông Tương Giang. Quân Ngụy đuổi theo, Quan Vũ sang sông, chạy về Tương Dương. Chợt có tin báo Kinh Châu đã bị lã mông cướp mất rồi, gia quyến bị hãm cả trong thành. Quan Vũ giật mình té xỉu, rồi không dám chạy về Tương Dương nữa, phải kéo quân về công an. Lại có quản lương đô đốc triệu lũy về báo rằng phó sĩ nhân ở công an đầu hàng Đông Ngô rồi. Lại giết mất sứ giả ở Nam quận, suối Mi Phương ra hàng Đông Ngô rồi quan vũ khí tức ốt lên đầy ruột vết thương lại vỡ ra ngất đi ngã từ trên ngựa lăn xuống đất các tướng vội vàng cứu tỉnh dậy quan vũ ngoảnh lại nói với vương phủ rằng tiếc thay ta không nghe lời túc hạ hôm nay quả nhiên có việc thế này lại nói rằng trên dưới ven sông sao không thấy đốt lửa triệu lũy bẩm rằng lã mông sai thủy thủ mặc áo trắng giả làm lái buôn còn tinh binh thì phục ở dưới khoang thuyền trước hết bắt cả quân sĩ giữ ụ bởi thế không đốt được lửa Quan Vũ than rằng ta mắc phải mẹo gian tặc rồi, còn mặt mũi nào trông thấy huynh trưởng nữa đây. Quan Vũ đành dẫn tàn binh đi về hướng Kinh Châu. Suốt dọc đường lại vấp phải nhiều đợt tấn công của quân Ngô, tình thế khốn quẫn, đành phải rẽ về hướng Mạch Thành tạm lánh để chờ quân cứu viện từ Tây Xuyên đến. Tuy nhiên, đường từ Tây Xuyên đến dài rằng giặc hàng ngàn dặm, viện binh khó mà đến kịp. Còn Mạch Thành thì đã bị quân Đông Ngô vây chặt. Quan Vũ lập tức viết thư cầu cứu Lưu Phong, Mạnh Đạt đang chấn ở Thượng Dung. Nói về Lưu Phong, Mạnh Đạt, từ khi lấy được Thượng Dung, thái thú thân đam đem quân ra hàng, nên Lưu bị phong cho Lưu Phong làm phó tướng quân, cùng với Mạnh Đạt giữ thành. Hôm ấy, nghe tin quan vũ thua trận, hai tướng đang bàn bạc với nhau. Chợt thấy Lưu Hóa đến, cả hai ra tiếp vào hỏi chuyện. Hóa nói, quan công bị thua, hiện đang khốn ở mạch thành tình hình nguy cấp lắm. Quân cứu trong thục thì không dễ mà sớm tối đến ngay được, cho nên sai tôi phá trùng vây chạy ra đây cầu cứu. Xin hai tướng quân khởi ngay quân Thượng Dung để giải nguy ngay cho. Nếu chậm chạp thì quan tướng quân nguy mất. Phong nói, tướng quân hãy nghỉ ngơi, để tôi bàn xem đã. Lưu Phong bàn với Mạnh Đạt rằng, chú ta bị khốn ngoài ấy, làm thế nào bây giờ? Đạt cười nói rằng, tướng quân nhận quan vũ là chú, chỉ sợ quan vũ không coi tướng quân như cháu mà thôi. Tôi nghe khi Hán Trung Vương muốn nhận tướng quân làm con nuôi, thì quan vũ đã không bằng lòng về sau Hán Trung Vương lên ngôi, muốn lập hậu tự, hỏi Quang Khổng Quang Minh. Khổng Minh nói việc ấy là việc trong nhà, nên hỏi quan, trương. Hán Trung Vương mới sai người sang Kinh Châu hỏi quan vũ. Quan vũ bảo tướng quân là con tò vò, không nên tiến lập. Việc ấy ai cũng biết, tướng quân há lại không hay ư. Sau nay còn khăng khăng giữ nghĩa chú cháu, muốn đem thân sông pha vào nơi hiểm nghèo làm chi. Phong Nghe Đạt nói vậy thì tức lắm. Hôm sau, mời Liêu Hóa đến, nói rằng dân ở đây mới thu phục, chưa dám chia quân ra cứu được. Lại nói, quan vũ ở Mạch Thành, mong ngóng quân Thượng Dung đến cứu, mà mãi không thấy đến. Thủ hạ thì chỉ còn 5-600 người, lại bị thương hơn một nửa, trong thành lương đã cạn, khổ sở vô cùng. Chợt có tin báo có ra Cát Cẩn xin vào gặp nói chuyện. Quan Vũ sai mở cửa cho vào, Cẩn vào thi lễ xong, nói rằng tôi phụng mệnh ngô hầu, đến đây dụ tướng quân. Từ xưa có câu rằng, biết thời thế gọi là Tuấn Kiệt. Nay chín quận kinh thương của tướng quân đã vào tay người khác cả rồi, chỉ còn một xó mạch thành này, trong thì hết lương, ngoài thì không có quân cứu, nguy đến ngay trước mắt. Tướng quân sao không về hàng với Ngô Hầu, lại chấn thủ ở kinh tương, và giữ toàn được cả gia quyến, xin quân Hầu nghĩ cho kỹ mà xem. Quan Vũ sầm mặt lại, nói rằng ta là một kẻ võ phu ở giải lương, được nhiều chủ ta coi như anh em thủ túc, có lẽ đâu ta lại trái nghĩa mà theo hàng với người khác. Thành này mà phá, ta chỉ còn cái chết nữa thôi. Ngọc tuy đập vụn được, nhưng không sao đổi được sắc trắng, trúc đốt cháy được, nhưng không sao hủy được gióng thẳng, thân người tuy chết, nhưng còn danh tiếng truyền mãi trong sử sách đời sau. Ngươi đừng nói làm chi cho phí lời, xin mời ra thành cho mau, ta muốn đánh nhau với tôn quyền một trận nữa. Cần nói, ngô hầu muốn cùng với quân hầu kết làm dâu ra với nhau, hiệp sức lại để đánh Tào Tháo, chứ không có bụng dạ nào đâu, quân hầu sao lại gàn thế. Cần nói vừa dứt lời thì Quan Bình rút gươm ra, chạy xâm xâm đến toàn chém. Quan Vũ nói, em hắn là Gia Cát quân sư ở Thục, giúp bác con, nếu giết đi thì chẳng làm cho đau lòng anh em người ta lắm ư. Liên sai tả hữu đuổi Gia Cát Cẩn ra thành. Cẩn thẹn đỏ mặt, lên ngựa đi về, nói với Tôn Quyền rằng, Quan Vũ bụng vững như sắt đá, không sao lay chuyển được. Tôn Quyền than rằng, người như thế mới thực là trung thần. Lã Mông thưa rằng, tôi chắc quan vũ ít quân, không dám chạy ra đường lớn. Mé Bắc Mạch Thành, có con đường nhỏ hiểm hóc lắm, hắn tất chạy trốn ra lối ấy. Ta nên sai Chu Nhiên dẫn 5.000 tinh binh, phục ở ngoài hai chục dặm mé Bắc Mạch Thành. Quân giặc đi đến, không nên ra địch, để cho đi khỏi rồi sẽ đuổi theo mà đánh, quân giặc tất phải chạy về Lâm Thư. Ta sai Phan Trương phục sẵn 500 tinh binh ở đường núi hẻm Lâm Thư, thì chắc bắt được y. Quyền khen kế hay rồi ra lệnh, nay cho quân sĩ cứ việc đánh các cửa, duy chỉ bỏ cửa bắc không đánh, để cho chạy ra rồi sẽ hay. Nói về quan vũ ở trong mạch thành, điểm lại quân mã bộ, thì chỉ còn hơn 300 người, lương thảo lại hết. Đêm hôm ấy, quân ngô ở ngoài thành gọi, quân trong thành trèo tường trốn ra cực nhiều. Quân cứu thì mong mãi chẳng thấy đến, không còn cách nào khác nữa. Quan Vũ bèn bảo với Vương Phủ rằng, ta hối vì không nghe lời của ngươi, hôm nay nguy lắm rồi, làm thế nào cho được vương phủ nói việc nguy hôm nay dẫn đến khương tử nha phục sinh cũng đành chịu bó tay thôi trợ lũy nói quân cứu ở thượng dung không thấy đến tất là lưu phong mạnh đạt hãm binh lại không cho đi quân hầu nên bỏ quách thành nhỏ này chạy về tây xuyên thu nhặt quân mã để mà khôi phục lại kinh châu quan vũ nói ý ta cũng muốn như thế quan đình nói phía cửa bắc không có mấy nỗi quân giặc ở con đường này đi ra toàn là đường rừng núi hiểm hóc không được sang tây xuyên Quan Vũ nói, đêm nay ta nên chạy ra con đường này. Vương Phủ can rằng, đường này tất có quân mai phục, nên chạy ra con đường lớn mà đi. Quan Vũ nói, dù có mai phục, ta có sợ gì ai. Lập tức truyền lệnh cho quân thu xếp sẵn để sắp sửa ra thành. Vương Phủ khóc mà nói rằng, quân hầu đi đường, nên giữ gìn cẩn thận. Tôi và hơn trăm bộ tốt, xin cố chết giữ lấy thành này, dù thành có phá nữa, tôi cũng không chịu hàng đâu. Quân hầu mau mau đến cứu cho. Quan Vũ cũng ứa nước mắt, sai Châu Thương ở lại cùng Vương Phủ giữ thành. Châu Thương không lỡ từ biệt, cả hai cùng ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Quan Vũ lấy thanh long đao từ biệt Vương Phủ và Châu Thương, rồi cùng với Quan Bình, Triệu Lũy dẫn hơn 200 tàn quân chạy ra cửa Bắc Mạch Thành. Đi được chừng hơn 20 dặm lại vấp phải quân Mai Phục Đông Ngô do Chu Nhiên chỉ huy. Quan Vũ không dám ham đánh, bèn rẽ vào con đường nhỏ Lâm Thư rút lui. Triệu Lũy đã chết trong đám loạn quân. Lúc này quân sĩ dần tàn mát, chỉ còn hơn sĩ tốt đi theo, quan vũ không hề nao núng, lệnh cho quan bình chặn hậu, còn mình đi trước mở đường. Khi đến xứ Quyết Thạch, hai bên toàn núi, lau sậy, dây mơ dễ má ung um tùm. Cuối canh năm, bỗng tiếng gieo hò nổi lên, quân phục hai bên bụi dậy đổ ra, tên thì coi liêm, đứa thì cờ úp. Quan vũ ngã ngựa, bị tên bộ tướng của Phan Trương là Mã Trung bắt được, Quan Bình ở mé sau, thấy cha bị bắt, vội vàng chạy đến. Phan Trương, Chu Nhiên kéo quân ùa cả đến, vây bắt được Quan Bình. Hai cha con họ quan được giải từ Mạch Thành về đến tận Kinh Đô của Đông Ngô là kiến nghiệp. Tôn Quyền cố chiêu hàng Quan Vũ lần nữa nhưng không được, lại bị Vũ chửi mắng. Quan chủ bộ là Tà Hàm lại nhắc việc tào tháo trọng đãi Quan Vũ khi xưa. Quyền ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi liền sai đem hai cha con Quan Vũ ra chém. Bây giờ là năm kiến an thứ 24, 219, Tháng 10 mùa đông, Quan Vũ bấy giờ 58 tuổi. Người sau có thơ rằng, anh hùng còn nhớ giải lương xưa, lẫm liệt quan công tiếng đến giờ. Huynh đệ một ngày tình nghĩa nặng, đế vương muôn kiếp khói hương thờ. Gương trung vàng vạc, soi trời bể, khí nghĩa ẩm ẩm, nổi gió mưa. Đình miếu đến nay đâu chả có, trải bao nhiêu tháng vẫn chưa chờ. Không biết chuyện này diễn biến tiếp theo thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.